như là chân quý cái tấm chân tình của chị Linh. Và giờ thì chị sẽ phát cho mọi người. Tao đúng con này. Ở đây thì có bé lại chị nội nhường lại cho bạch nha. Chị Phúc cũng chưa thành nhường luôn rồi, chị Phúc nhường hết nổi không. Trinh xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh của Tú Trinh Vlog. Cho Trinh mến chúc cả nhà lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Nay thì Trinh với Tú cho Trinh với Tú mua hai cái giỏ để cả nhà để chiên chở ổi của mẹ. Thì hôm nay ổi của mẹ tới lứa nên là chị Linh kêu chị cắt. Rồi chị Linh có biết là chị Linh có mượn giỏ của Dương Út, cái giỏ thì đựng ổi á, nên là chị Linh nó thôi thì hôm nay chị Linh sẽ tài trợ cho hai chồng Tú Trinh hai cái giỏ để chở cho ổi của mẹ luôn. Giờ hai giỏ Trinh nó mua xong nè, giờ anh Tú lại anh về hai giỏ bự nhất nè, giỏ này giỏ dừa giỏ nhỏ. Hôm nay thì ổi mẹ Trinh cũng tới lứa nè. Chị Linh có nói với Trinh, nói với mẹ là khi nào mà ổi mẹ tới lứa thì chị Linh cũng muốn cho mẹ sống vui sống khỏe hơn, cho nên là chị Linh sẽ thu mua ổi của mẹ. Rồi Trinh đó thì sẽ đi lan tỏa tình thương của chị đến với cô chú người dân tộc Khmer. Ở đây thì gia đình Trinh thì giống nhau để đi cắt ổi, mấy bé cũng đi cắt luôn. Cả nhà ơi, mẹ chào cả nhà. Chào cả nhà nha. Chào cô chú. Này có bé Hải. Con chào mà cô chú. Em mén rồi, em mén rồi, em mén. Ủa sao mặc áo cho em mén vậy? Không chịu quá, ở nó không chịu nữa. Nắng lắm coi, vậy con vô góc góc nhãn nha mén ơi. Ở con này có lứa rồi nha. Ừ. Bữa này quá nhiều. Cho Thuận với Hải gom đi. Thuận Hải Thư á. Cắt để dưới góc á. Coi em muốn đứng chắp tay cho đất dọn với rơi xuống nước thì đi. Mén ơi. Suy nghĩ gì vậy? Vô con. Nắng lắm thì vô trong góc nhãn đi, nắng dữ lắm. Mấy bé thì vô cái cây gì, cái nhà vô lùm cây gì thì không chịu đội nón. Giờ thì Trinh sẽ cắt ổi phụ với mẹ. Mấy trái ổi này cũng tới lứa rồi nè cả nhà. Thân đâu con dở trái ổi ra mẹ. Đây, để Trinh dở trái ổi cho cả nhà xem nha. Trái ổi rất là ngon luôn. Mẹ ăn mén đi săn bắt về kìa mén ơi. Thấy ngon không? Đây, Trinh để cho cô chú anh chị xem không? Để mẹ con. Này, một cái ổi ngon thiệt là ngon luôn. Mấy cái này là đẻ được hết rồi nè. Vô con cái bọc đó mẹ. Giờ ổi này nhiều quá cô chú anh chị. Đầy ngấp luôn. Này quá trời nhiều ổi luôn. Nay có Thuận đẩy này cả nhà, Thuận đẩy xe gùa được rồi nè, nhờ được rồi. Ở thì nó có cái bao xốp á, nên là để thì nó không có giặt. Này có bao xốp bên này, bao giặt luôn. Ơi, ở xốp đâu giặt? Dạ. Trời ơi, cái ổi. Nhấp cái bọc. Đẹp. Ổi mà giờ không có xốp là không có được không? Không có xốp nó cũng không bự lắm hả? Nó bự trái luôn. Thôi chưa thôi. Trên Thuận nhà có không? Đi Thuận hút cho. Trời ơi, hơi trái gì à? Hơi trái. Lại này cắt nhiều hơn là chết nữa. Nhiều, cái này nhiều. Chết 1 tỷ. Cái này cắt, trái nào cũng cắt được, chân trái bự quá. Này thì tới lúa
cái kia nó dành nha. Quá là trái ổi luôn, nó thòm luôn, thẳng cái bao ổi trái ổi luôn. Trời ơi, tưới nước á, nó đủ nước á. Trái ổi thấy ngon hả Thượng nha? Dạ. Trái ổi rất là ngon luôn cả nhà. Đây mình cầm. Ờ được rồi đó, anh Thư qua đây nè. Nó bự rồi, nó đủ nước. Có nhiều cô chú anh chị nói Tú ơi quay gần trái ổi. Hôm nay Tú quay gần nè. Ổi đẹp. Dạ. Đưa đây. Ăn ngọt ngay luôn. Okay. Nhanh không? Nặng chưa Thận, để ba đẩy con. Ê. Nhỏ này quá lẽ cũng đầy dung luôn. Cũ là trên. Trên, cũ nó giãn hay giãn nữa. Rồi mới thì nó còn. Thôi con lượm vô bỏ vô luôn con. Thôi lượm vô bỏ trái vô cho ngoại đi con. Bỏ vô vậy rồi. Mẹ đưa cái vỏ không? Đưa cái vỏ không? Để... Bỏ vỏ vô. Bỏ vô. Bỏ cho. Bỏ vô. Bỏ cái đường. Bỏ trái à? Bỏ nha. Để cho nó bỏ cho nó làm. Cho nó làm. Lượm cho nó làm đi. Để nó làm đi. Bỏ gì vỏ. Trách nhiệm nó bỏ thì cứ bỏ, mình lỡ cái lòng đi. Thì chinh lựa ra trái nào nó hư thì cứ bỏ ra. Nào hư thì mình bỏ ra. Nào hư bỏ ra. Mình giống như là mình cân cho dựa thôi. Cái nào hư thì mình bỏ. Vậy hư ăn cũng không được ở cả nhà. Cho nên là hư là phải bỏ ra. Mình ăn cũng không được, cho anh ta ăn sẽ được. Cái nào nó nguyên thì mình mới lấy. Đó, đó. Chị nào đây, ông ngoại cứ nhảy nhảy. 20 kg. Ê, em có được gì? Gia đình hỏi rồi. Em đã coi nhiều. Chưa đâu, em nhỏ thôi. Cái đó chắc mười mấy ký, rồi thử coi. 13 ký. 15 chắc không được. 15 nữa, đầy dung vậy là 15 nè. Rồi, nó cần cái rồi được. Rồi, đó, 15. Cái nữa đi. Rồi, cái này 15. 15 rồi. Ôi, vậy đó. Phú kệ nó con, phú chút xíu không sao đâu. Ở đây người 15 nè cô chú vậy. Cái nào hư bỏ ra đây thôi. Hư đừng lấy con. Hư người ta lấy ra ta bỏ rồi. Lột ra là thấy rồi. Lột ra thấy rồi. Mình ăn cũng không được, mình cho người ta ăn cũng đâu được. Dạ. Yeah. Trời, cái hỏi này là ngon lắm rồi nè. Trời, cái hỏi này là ngon luôn. Lắm. Hỏi trắng nắng này nó ngọt dữ lắm. Ngọt mà ngon đấy chứ. Nó dưa nước, nó không được ngọt. Cái này là nó bị sâu nè. Bỏ đi. Bỏ thì bỏ, vừa bỏ đi. Nhờ bọc vậy mới lột ra cái ổi nó tinh. Để cái thùng cho hai con. Thôi xin thôi. Để trong hai cái ngon. Nó hư. Lỗ. Ngon. Ngon quá. Trời ơi, nó ngon lắm. Đâu mẹ, mượn mẹ. Chỏi này giống như là ngọt hay luôn, sần sần. Nó quá lứa luôn. Chuột ăn cái gì á? Đó không bị hư, bị úng. Hư, bị hư. Ừ. Ngọt. Như được không? Hai ba trái nữa. Ngọt ngay luôn á. Thêm nữa. Ừ. Ngọt. Như đường cát hả? Ngọt ngay à? Ngọt như đường phèn. Ngọt như đường cát. Mát như đường phèn. Cát. Rồi cho mình cái nha, cái cho vui vui lên. Trái gì mà nó có sâu là nó sẽ ngọt. Cái... sâu nó khô mà ăn cái nào ngọt nó ăn. Thư xếp thở vô thùng rồi. Đầy trái gì vậy? Là đây nữa anh Thư. Bây giờ ngồi chú chị chọi nám này rất là ngon. Chọi này rất là ngọt luôn.
nó trội lắm, anh nám gì nè. Mẹ mẹ bịch lại cái cọng dây thun nó không bự. Anh ơi, trời nám này ngọt lắm nè con. Cái đó kiện à. để dành đồng kiện. Chụp 1 2 3. Hỏi bột gì đâu có hư đâu mẹ. Hiếm lắm, hiếm lắm mới gặp trái bị sâu. Nãy giờ được có trái hay trái sâu đó. Tại vì lột cái bao này ra này cả nhà, cho nhìn cái ổi nó đẹp vậy thôi, chứ theo đúng là mình để cái bao thì ổi nó không bị giặt mẹ. Cái bao thì dính sình rồi đó, cho nên mình phải gỡ ra. Rồi rồi, đổ đại đi xuống đây. Đổ đại xuống đó rồi. Đây bỏ đại xuống. Nhẹ xuống. Ngứa không? Ngứa đi tắm đi thôi. Ngứa đi tắm đi con. Đây thì Tú vô bọc nè, với trai với mẹ với vợ Tú là 40 phần quà, 150 cái ổi. 40 bọc ổi. Là 150 cái ổi. Nay thì Trinh không có đăng ký đâu mà đếm. Đếm như là mấy trái, 12 trái đang bọc, 12 trái bọc. Thì Trinh vô được 12 bọc. Gì 12 bọc em? 12 bọc, 40 bọc. Ừ, 40 bọc, 12 bọc rồi chết anh, chết mà. Chết già luôn rồi. 12 bọc. 12 trái vô 40 bọc. Giờ vô vỏ hai chồng Trinh sẽ chở đi. Dạ, giờ chuẩn bị vô vỏ nè. Dạ, con chở tới là tôi thượng lắm. Cái này đi hơi xa một chút rồi. Dạ. Đi vô sâu. Dạ, để con vô này nha cha. Hôm nay cha làm camera luôn. Caramel luôn. Caramel. Vô chắc sao cho dễ dễ vậy. Để sức chắc dễ dễ chút á, cho dễ 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 mới hết. Tại cái vỏ này mình mới mua cho nên là nó không có chưa có giãn. Chứ nữa nó giãn ra này chắc 70 kg đó. Giờ mới thì cả 50 kg rồi. Thì nói 70 kg rồi, 70 kg. Được rồi đó. Để thôi chắc cái ngang nữa. Có gì thì mình để cho nữa. Tại vì con vác đi nữa. Ừ, quên nữa. Hôm nay thì Trinh sẽ đi xuống nhà chú Út Trinh. Thì như thứ mốt chú Út hỏi, con có bẻ ổi của cha mà cô Linh cho, thì con có thể cho cái phần đó về sớm của chú Út được không? Thì hôm nay Trinh sẽ đi nhà chú Út. Nhà chú Út thì hơi xa nhưng mà ở đó giống như là người ta không có ổi cả nhà. Dùng nước mặn nên là người ta nghe là cho ổi nữ hoàng, người ta mừng, người ta điện họ, ta hỏi chú Út rồi chú Út điện hỏi Trinh. Thì hôm nay chị Linh cũng có tài trợ mua ổi cho mẹ, thì Trinh cũng sẽ xuống nhà của chú Út. Còn như cái sáu bọc đó sẽ sách tay đem. Sáu bọc thôi, sách tay hoặc là máng cái vỏ. Để vỏ. Như là đang hồi mình để dễ. Hoặc là hồi anh lên cái gòi á, lên gòi cho mình chắc lên cũng được. Còn chưa lên cũng chắc được. Anh sợ anh cao quá. Sáu bọc không? Giờ thiên về trước ha. Quên kia hả? Lắm mày. Giờ lên nè. Ê! Nặng thiệt. Giờ lên nhà cha. Tô hai cái vỏ hai bên với cái bao ngoài trước. Cái bao trước thì đặng cho nó kìm lại dễ lái hơn. Trên thì ngồi sau lưng của anh Tú. Hai chồng Trinh sẽ đi một chuyến về nhà chú Út. Chị Linh thì kêu Trinh đi gần thôi, Trinh cũng định đi gần nhưng mà chú Út hỏi là có cho ổi thì xuống nhà chú Út, tại vì mọi người đó cũng thích ổi. Giờ thì Trinh sẽ đi tới nhà của chú Út luôn. Nhưng mà cái nhà cũng theo dõi video của gia đình chú Trinh luôn nha.
ra khỏi thị trấn Long Phú thì mới là tới là được. Trinh Tú chở giống như cái anh mới thoáng ngang đó nha. Thoáng ngang anh đó cũng chở vậy đó. Thì Trinh Trinh Tú cũng cộ hai bên vậy đó, rồi xong rồi chở chèo lên chính giữa. Trái cây này nọ, còn ở đây là không có trồng lúa, là không có trồng được gì hết, cho nên là chú Út nghe cha nói là bẻ ổi để cho cô chú, nên là chú Út xin một phần yêu thương của chị đến thôn xóm ở đây. Người dân ở đây người ta cũng rất là quý trái cây, cho nên là trên xe không có ngại đường xá xa xôi gì đâu cả nhà, trên sẽ đi xuống tới đây luôn. Đây không trồng trái cây nào trên nha. Ở đây đâu có trồng trái cây. Đây là mình đi xa nhưng mà mọi người biết thôi, cũng như là trân quý cái tấm lòng của mình, thấy vui lắm nha. Mọi người biết trân quý tâm tình của mình gửi đến mọi người, cho nên là trân cũng rất vui và rất lòng, chứ không có ngại là xa xa xôi gì đâu. Này thì chị nhìn tôi đó là cầu lên thôi trường, cầu lên thôi trường, trong người chị sẽ quay qua đây, qua đây cái đi qua bên kia, đi qua bên chợ đó là chợ Lô Tự. Chị Linh dành một bỏi yêu thương đến cho mọi người. Ở đây thì chị thì muốn chinh phát gần thôi cho đỡ cực, nhưng mà ở đây mọi người thì cũng giống như là trân quý cái tấm chân tình của chị Linh ở trên nhà, là xin chịu khó chạy xuống tới đây. Giờ thì Trinh sẽ phát cho mọi người. Tao xuống cho này ăn lấy thảo. Cô hai đứa hả? Dạ. Con nè. Con mái nó bọc. Cảm ơn. Dạ. Con lấy bọc con lại đi lấy bọc ổi ăn nè con.
cảm ơn nha cô. Dạ, dạ. Có cho bông nè. Nè, ở nghe từ đã nhảy xuống chảo cho đó. Cố phát cũng hết 2/2 vỏ ổi rồi cả nhà. Cũng có cô mới vừa lại xong trên đó hết rồi, là mấy cô kia cũng chia lại cho cô miếng để cô ăn lấy thảo. Giờ thì hai chồng Trinh chuẩn bị định đi về. Đúng rồi. Để gì luôn ha? Để gì chở gì luôn hả gì? Không ship gọn lại, gỡ ra mới được, để cầm cần đó. Ship lại hả? Ừ. Bây giờ ship lại. Gom lại ha, nhập một lại rồi cái cây để em cầm ha. Cây em cầm dễ hơn ha. Rồi. Tú cũng mời cả nhà về với Tú luôn nha. Về, về nhà, về nhà gia đình Tú Trinh. Hết trơn rồi, Hiếm Út ơi. Thêm chờ ha, hết trơn Hiếm Út ơi. Hiếm Út hỏi là người ta xin được chim còn không, hết trơn rồi. Dạ. Ở đây thì có bé lại xin hỏi. Nhường lại cho con bịch nè. Thêm Út cũng chưa. Nhường luôn á con. Cái hành nhường luôn rồi, Hiếm Út nhường luôn rồi. Thích nổi không? Dạ. Chị con chở hả? Tú đi thì mẹ ở nhà. Nay mẹ mua miếng thịt. Mẹ mua thịt với mẹ mua cái đó cái gì anh, bánh tằm. Mẹ mua miếng thịt với bánh tằm, thịt đùi đây, mua thịt đùi nè. Nên là ở đây Trinh bỏ đường với muối bột ngọt vô đây để phìa. Xíu muối xíu bột ngọt, đường thì nhiều. Ở đây thì tỏi nè, tỏi sống Trinh bỏ vô. Trinh bỏ vô miếng nước mắm. Trinh Tú có vẻ cái dừa nè. Bây giờ Trinh trộn lại cái để khoảng 10 phút 15 phút. Để Trinh bắt anh Trinh phìa, phìa với nước dừa luôn. Mẹ có mua sẵn, giờ Trinh chỉ làm thôi. Cái này là bánh tằm nha cả nhà. Bánh tằm thì nó to hơn cọng bún, nó cũng giống như bún mà nó to hơn, gọi là bánh tằm. Đây hiện Tú mới nạo cho Trinh trái dừa khô. Dưới đây thì dưa leo với xà lách rau thơm. Còn này là bì nè, mẹ mua chắc một bịch. Một bịch này chắc 20 ngàn quá, mẹ mua hai bịch luôn. Bây giờ thì Trinh bắt nước để Trinh trụng cái bì này. Trụng bì xong mình phải bỏ thúng vô để mình trộn lại. Trụng bì cho nó, để cho nó ráo nó trộn lại. Bì nè, bì thì giờ chứ cũng trụng miếng nước nóng. Trụng nóng cái mình vớt ra. Vớt ra mình để ra ráo luôn. Còn đây thì bánh tằm. Bánh tằm Trinh cũng trụng qua nước luôn. Ở đây Trinh đổ ra cái gỗ. Miếng thịt Trinh thì cũng săn ha. Trinh bỏ miếng dừa, nó cút nước dừa. Bỏ miếng dừa cho nó chín, dừa lại miếng làm nước nước chanh này không hạt ha, chanh hạt thì nước quá trời. Trinh nặng vô đây một cái chanh đi, cũng có miếng hạt, có hạt nhỏ đâu chót ngọt còn sót lại miếng. Ở đây thì nước mắm nè, Trinh đổ với miếng mắm vô. Nước mắm này thì mình không cần làm mặn lắm đâu. Còn chừa miếng nước dừa nãy trên chặt thìa đó, chừa lại miếng bỏ vô. Miếng mắm đi cho nó lên màu, ngoài cho nó tan đường. Ở đây thì tỏi với ớt trên bỏ vô. Cái thịt trên thì thịt kìa nó cũng vàng, nó khô nước lại là nó vàng đó nha, tại mình kìa bằng nước dừa. Thử biết làm nè con. Mẹ biết làm con làm này cho mẹ đi. Dạ. Đảo qua đảo lại nha mẹ. Ừ, như sợ nó khét á. Con đảo qua đảo lại cho mẹ nha. Dạ. Còn cái này là bì nè. Bì thì Trinh trụng nước sôi á, Trinh vớt nó ra cho nó ráo. Còn cái bọc này là bọc thính. Bọc thính thì người ta bỏ sẵn nè. Bọc bì thì sẽ có bọc thính. Bọc thính là gạo rang á cả nhà. Gạo người ta rang người ta xay nhuyễn, đâm nhuyễn, Trinh cũng không biết mà nhuyễn nhừ luôn nè. Bây giờ thì Trinh sẽ bỏ vô đây, Trinh trộn lại cho nó thơm. Thơm quá, thơm thính quá. Trộn đều á. Thơm quá ha. Thơm, thơm mùi thính á. Thơm bên đây nữa, cũng thận đang cái nồi chín nè, cái thịt chín nè. Cái nào cũng chín cũng ngon, đừng chụm nhiều quá con khét á. Đây nó cạn rồi, bây giờ mình chỉ cho nó sắc thôi rồi. Hành lá ha, Trinh sắc cái Trinh bỏ vô. Bỏ nó dầu cho nó thơm. Tèo nữa. Cho nó thơm á. Ừ.
thịt thì vợ Tú thì cũng làm rất là dẫn lại rồi chú anh chị. Hành tím phi, phi phi cho nó vàng lại, thịt thì chín rồi đó, cho nó vàng nó mình vớt nha. Hồi ngoại thì bắt bỏ dĩa, thuận qua bên cái kia con bắt chung với ngoại. Thuận này làm đầu bếp đây nè. Để phụ cho ngoại luôn. Thuận chỉ có làm phụ cho ngoại với mẹ thôi. Nồi bếp xong mình đem bán nha Thận. Dễ bao nhiêu con? Dễ 20 ngàn. Cái này thì Trinh cũng thắng mấy cái cốt luôn. Với muối với miếng đường cho nó mặn mặn ngọt ngọt, cho nó tan hẳn cái muối với đường á, được rồi. Thịnh thì bỏ rau vô trong dĩa luôn ăn bánh tẩm. Thịt thì chín rồi, giờ Trinh sắc nó ra, sắc mỏng mỏng rồi, sắc dày quá ăn ngán, sắc mỏng với Trinh chặn rồi. Cái gì đó cái chuẩn họ gì giống như bánh mì thịt vậy đó đúng. Thịt kìa, thơm mùi thịt kìa. Thịt đùi thì nó hơi nhiều thịt một chút. Chút nữa em sắc xong để vô trong cái chảo nó trộn lên em. Cho nó thấm, trên này còn nước ngon quá trời luôn. Cái này thịt thì Trinh múc đều hết rồi ha. Giờ Trinh bỏ vô miếng hành lá phi thơm á. Cái này là hành tím, củ hành tím. Dưới đậu phộng lên. Đây thì Trinh chan vô miếng nước cốt. Dặn ta. Nước mắm thì hồi mọi người ăn như thì mọi người chan như, nước mắm thì em để ngoài anh. Vậy là xong rồi cả nhà, một dĩa. Bữa ăn gia đình Tú thì cũng chuẩn bị xong. Con mời cha, con mời mẹ. Nó xịu à. Cha mẹ ăn bánh tằm. Chính cũng mời cả nhà cùng ăn bánh tằm gia đình Tú Trinh luôn nha. Tú cũng mời cả nhà ăn bánh tằm luôn. Cả nhà ăn bánh tằm trong gia đình Tú Trinh luôn. Bánh tằm bì. Cả nhà ăn bánh tằm bì nha. Mà bánh tằm bì giờ như làm chứ làm nó nhỏ hơn hồi xưa. Có mời ông ngoại, có mời bà ngoại, có mời ba, có mời mẹ, có mời cô chú ăn cơm. Ủa ăn bánh tằm. Có mời ông ngoại, có mời bà ngoại, có mời ba, có mời mẹ, mời chú ăn cơm. Ăn cơm qua mời quen rồi cô chú chị bây giờ anh nay đổi món khẩu vị. Cái bánh tằm bây giờ ăn như bún đi kìa. Nó nhỏ không như hồi xưa. Hồi xưa còn bự hả cha? Còn bự. Dạ. Dễ coi vậy. Tầm bằng cái múc đũa này vậy. Cái này bằng bún ơi, cái sách đó chứ. Ừ, cũng bự không bự gì nè. Giờ thì chung trộn lên. Rồi mời cả nhà cùng ăn nữa đây nha. Mời cả nhà nha. Trộn đều ra. Ừ. Lâu lắm rồi không ăn bún tầm. Tầm bì. Cảm ơn chú. Ăn ngon đâu thua nhỏ bán ở chỗ tiệm nhận gì đâu. Đây Trinh mời cả nhà cùng ăn bánh tầm luôn nha. Nhớ ba bánh tầm con ấy. Cái mẹ à. Có cục mẹ. Ừ, ngon quá. Hôm nay thì gió lắm cô chú anh chị, rất là mát mẻ.
này có nước cốt nó bé béo nữa không? Anh cho nước cốt nhiều nhiều mới ngon. Nước cốt nhỏ nó bán cho một lần hai bọc. Nước bấm sệt sệt nữa ngon. Trộn lên. Quay rồi nha. Khi là cái dĩa con tú hấp dẫn quá. Quá trời thịt. Rồi tú mời cả nhà luôn nha. Bánh tầm bì là phải có bì mới ngon mẹ. Tú mời cả nhà. Nãy giờ quay đói bụng lắm vậy. Ăn một cái một đũa hết hồn vậy. Ừ, ngon. Có bị nó giòn mẹ. Da. Hôm nay thì gió mát quá cả nhà. Gia đình của Trinh nay ra đây ngồi gió mát rượi luôn. Quá gió luôn. Gió này hơn cho bắt gió luôn. Ừ, ăn muốn hết rồi nè. Ngoại này ăn ngon không ngoại? Ngon. Hấp dẫn quá. Cả nhà ơi, bữa ăn gia đình Tú Trinh thì cũng đã ăn xong. Xin cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Nhân đây thì em cũng xin cảm ơn chị Linh, một người chị ở bên Mỹ đã hỗ trợ mua vườn ổi của mẹ để cho cô ba cô chú ở vùng sâu vùng xa. Nhân đây em cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chị đã yêu thương gia đình em, yêu thương cha mẹ em. Em mến chúc chị thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Xin cảm ơn cả nhà lúc nào cũng yêu thương gia đình Tú Trinh, xem video để gia đình Tú Trinh có thêm nhiều động lực hơn, làm ra nhiều video hay hơn gửi đến cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo nha. Xin chào cả nhà. Con chào một cô chú.